Ủa da mày làm gì đau dễ sợ vậy? Dạ con kỳ kẻ chân. Có gì chống mà kỳ? Trời đất ơi, kỳ cũng phải nhẹ nhàng đó chứ. Chân tao là cành vàng lá ngọc, đâu có phải chân lắm tay bùn như mày đâu. Nhẹ nhàng thôi. Dạ. Bóp lại đi. Thôi, nước nguội rồi. Dạ. Đi thay nước cho tôi đi, nguội quá rồi. Dạ. Nè, nhớ cho một chút muối nữa nha không? Dạ con nghe. Dạ dạ dạ. Nói gì cũng dạ 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 dạ. Nhanh lắm, đi thì chậm như rùa vậy đó, như bà già vậy đó. Mới đánh có mấy cây hả, là đi cà thoa cà nhắc rồi. Dòm cái thấy ghét kìa. Trời đất ơi, trời. Trời ơi, chết rồi. Trời, mày định giết tao hay sao vậy? Trời đất ơi, nóng quá, trời nóng đây nè. Mày tới tay tao đỏ hết rồi. Dạ. Con chỉ pha một chút. Mày bỏ xuống hơi nóng. Dạ. Chút nóng gì? Mày bỏ xuống liền. Dạ. Là một chút nóng hả? Mày chờ thử coi. Trời ơi. Trời ơi, dạ. Gì mà nó nóng. Dạ bà ơi. Bà nóng. Bà tha cho con. Mày ác với tao phải không? Mày trả thù tao đánh mày phải không? Dạ đông con. Trời ơi trời. Đi nè mày dùng. Dạ không con. Bà ơi. Bà tha cho con. Nóng không hả? Trời ơi là trời. Đi lại đây. Trời ơi con. Mày định cải thiện hả? Đi vô đây. Trời ơi, bay đâu, bay đâu. Đi bắt con tơ về đây cho tao ngay. Đi lại đây. Tơ. Đường vào rừng nguy hiểm quá. Nhưng mà nếu mình quay về nhà bây giờ, chắc chắn sẽ bị bà ấy đánh chết. Thà chết trong miệng thú dữ còn hơn phải quay về bị bà ấy đánh đập hàng ngày. Thiệt là tội nghiệp cô gái. Cô ấy đã kiệt sức vì quá đói khát. Con đã kiệt sức vì đói, ăn đi, ăn chén cơm mình cho lợi sức.
Con đội ơn ông đã cứu mạng của con. Bà già tốt bụng ơi, bà có nhà không? À, ông Tiều. Có, mời ông vô. Vô đi con. À, chào bà. Dạ, chào ông, mời ông ngồi. Dạ. Ông Tiều à, tìm tôi chắc là có chuyện phải không? À, vậy. Không có cái gì giấu bà được hết á. Tội nghiệp. Cháu này nè, mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Bà thì ở một mình. Nên tôi đưa tới đây á để ở cùng bà, cho có người bầu bạn, bà thấy sao? Ồ, vậy là tốt quá chứ sao nữa. Tôi ở đây có mình à, giờ có thêm cháu này là vui chứ có gì đâu. Đâu là đây bà coi con. Dạ. Ôi, trời dễ thương quá. Vậy là tôi có người bầu bạn rồi. À, vậy thì à, con ở đây với bà ha. À, bà ơi. Dạ. Tôi đi lên rừng đốn củi. Dạ. Ha. À, lâu lâu rồi tôi sẽ ghé thăm bà. Thăm cháu gái luôn chứ. Nè con à. Dạ. À, khi nào con có cái chuyện gì đó thì con lại con mộng đá khi nãy đó là con cần gọi lên ông Tiều ơi. Là ông tới. Dạ. Thôi ông đi nha. Dạ. Ráng ngoan nha con. À, đi nha bà. Dạ ông đi. Ừ. Tội nghiệp nó. Dạ. Cha à, ngồi xuống đây đi cháu. Ngồi xuống đi. Cháu uống nước đi. Dạ, con cảm ơn bà. Bà ở đây có mình à. Con cứ tự nhiên nha. Sáng sớm á, bà đã ăn cơm rồi. Chút nữa đói á, con lấy cơm ăn ngang, rồi con nghỉ ngơi đi. Bà phải lên rẫy, trưa bà mới về. Bà ơi, hay là bà cho con đi rẫy cùng với bà nha. Con đi ở đợ cho bà giá từ nhỏ, nên những chuyện nhà hay việc làm rẫy con đều làm được hết. Từ nay tới đi, bà cháu mình nương tựa với nhau mà sống. Đi rẫy có hai bà cháu mình, như vậy bà có người bầu bạn rồi đó. Dạ. Coi kìa, mặt mày sao mà lem luốc hết trơn à. Quần áo cũng dơ hết rồi. Còn ở đây nha. Ngồi đây nha. Chờ bà một chút nha. Nhà con nghèo lắm. Lúc mà ba mẹ con mất, họ không có một bộ quần áo lành lặn để mặc. Sau đó con đi ở đợ cho nhà bà giá. Mặc dù bà ấy rất giàu, nhưng mà bà ấy rất là keo kiệt. Người ăn kẻ ở trong nhà chỉ có mỗi duy nhất một bộ quần áo thôi. Đến mùa đông lạnh á, họ đều run rẩy hết trơn. Nhưng mà nếu mà ai mở miệng than nửa lời, bà ấy mà biết á, là bà ấy phạt bỏ đói cả ngày trời. Tội nghiệp cho con quá. Từ đây trở đi á, con sẽ được ăn mặc tươm tất, vì con có bà lo hết cho con rồi. Con đừng có buồn nữa nha ông. Dạ, con cảm ơn bà. Hồng Sơn cùng cốc, sao lại có một sân mỹ đẹp như thế này? Phải làm quen với nàng thôi.
kia. Đi đâu vậy? Ông là ai? Ông cần gì? Ta cần gì à? Ta chỉ cần làm quen với nàng thôi. Ta không nghĩ rằng một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này lại có một cô sơn nữ xinh đẹp như thế kia. Ta chỉ muốn làm quen nàng thôi. Nhà nàng có lẽ là ở gần đây hả? Dạ phải, nhà tôi ở gần đây. Ý, khoan đã. Đây, đây. Nếu như công tử cần gì thì cứ hỏi. Tôi còn phải gánh nước về nhà kẻo bà tôi trong. Thôi, nàng cứ để đây. Ta sẽ kêu dây nhân của ta gánh thay cho nàng. Chứ một người con gái xinh đẹp như thế này mà gánh những cái gánh cây như rồi đôi vai này sẽ chai sần đi hết ha. À, ông làm gì vậy? Thế sao tôi ra? Ta chỉ muốn là xem. Tránh ra, con đừng đánh được tôi. Nè, nàng đi đâu vậy? Nàng, nè. Sao lại hung hăng muốn bắt con? Hắn là vị thần ở trên thượng giới á. Hắn đam mê trụy lạc. Dinh phủ của hắn nơi thượng giới á đã biến thành một cõi tác tán rồi. Hắn là vị thần ở trên thiên đình, con không hề quen biết, cũng không hề gây thù chút oán gì hết. Tại sao hắn lại muốn bắt con? Vì hắn đã chán cái trụy lạc ở trên cõi trời rồi. Hắn mới xuống ở trần gian này nè. Phép tắc của hắn rất là cao siêu, biến đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà và những người phụ nữ có nhan sắc như con. Con ơi, hắn không bao giờ buông tha một người nào khi hắn đã để ý tới. Ông ơi, thiệt là tội cho con bất hạnh quá. Ông ơi, ông cứu con còn muốn bị rơi vào tay hắn đâu. Ông ơi, ông giúp con nha. Ông ơi, tài phép của hắn cao cường, với tài sức của ông á thì không thể nào đương đầu với hắn nổi. Ông ơi, bây giờ sao? Có rồi. Đây, con hãy cầm chiếc vòng này. Khi gặp nguy biến á, con nắm chặt chiếc vòng này, lúc đó con sẽ được tàng hình, che mắt được hắn. Lúc đó con có thể chạy thoát được. Con hiểu không? Dạ, con đổi ơn không? Con à, hắn là người hiếu chiến, không bao giờ để thua khi mất con mồi. Con phải cẩn thận. Bây giờ tạm thời đó, con cứ ở trong nhà, nghe lời ông dặn nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Con phải bình tĩnh đi, không có gì đâu, nghe chưa con? Tội cho con quá. Ông đi nha. Dạ. Con đổi ơn ông. Tội nghiệp cho con quá à. Lúc đi ở thì bị bà chủ hà hiếp, còn bây giờ thì bị tên háo sắc nó săn đuổi con. Con à, hay là con nghe lời ông Tiều đi, con cứ ở trong nhà, con đừng có ra ngoài. Không, nhưng mà con phải ra suối để gánh nước về. Bà đã lớn rồi, làm sao mà bà gánh nổi? Bà không gánh nổi thì bà sách.
Không được đâu. Con chỉ đi ra gánh nước rồi con về liền. Hắn ta làm sao mà có thể canh chừng con suốt ngày đêm được. Với lại con có cái dòng này rồi, khi nào con cảm thấy bất an á thì con có thể tàn hình, thì làm sao mà hắn nhìn thấy được con. Bà yên tâm đi, đừng có lo. Dòng đó sẽ không bao giờ cứu được nàng đâu. Nàng cứ dùng vậy đi. Trước giờ ta không bao giờ thích nàng chinh phục một ai cả. Đúng hồi tiên, nàng chỉ là một sơn nữ chân yếu tay mềm. Hay ngoan quá, nghe theo lời ta. Ta sẽ không bao giờ ngược đãi nàng đâu. Hay ngoan quá, nghe theo lời ta. Dòng bụi đúng. Ta không quen chiếm đoạt một ai. Ta chỉ muốn nàng tự nguyện ngã vào vòng tay của ta. Hãy ngã vào vòng tay của ta. Bỏ ta ra. Ta sẽ không bao giờ nghe lời người đâu. Thôi được. Thôi được. Nàng cứ việc ngoan cố đi. Ta xem coi nàng dùng vậy chịu đựng được bao lâu thì tấm lưới này siết chặt nàng. Thả nó ra. Thả nó ra. Cứ kêu cứu đi. Hãy kêu lớn lên đi. Ta muốn biết ai sẽ là người đến đây cứu nàng. Kêu lớn lên đi. Mọi giá ta sẽ bắt được nàng. Ông ơi, cái dòng đã không còn tác dụng nữa. Hắn có cái lưới rất lớn. Ông biết rồi, hắn có chiếc lưới thần kỳ. Nếu mà con lọt vào lưới đó thì đừng hòng thoát thân. Gì? Gì mẹ? Chiếc dòng này bị chiếc lưới đó khống chế rồi, nó không còn giá trị nữa. Bây giờ con phải làm sao đây? Có cách nào mà để tránh tên hao sát đó không ông? Không được đâu con, khó lắm. Vì hắn có phép thần thông, nhìn thấu mọi sự vật. Hơn nữa, hắn là người thân tín của Ngọc Hoàng. Cho nên hắn tác quái tác quái, không một ai dám nói gì hết. Bây giờ con phải làm sao? Tại sao số con lại khốn khổ như vậy chứ? Bây giờ đó, tạm thời con ở trong nhà, đừng đi ra ngoài. Để ông coi tình hình như thế nào, rồi tìm cách giải cứu con. Dạ. Có rồi. Bây giờ con về nhà, con ra sau hè đó, con nhắc một cái cành dâu. Một cành dâu? Luôn luôn để trong người. Khi mà con bị chiếc lưới đó khống chế, con lấy cành dâu đó con đập vào lưới. Vì cành dâu đó chính là khắc tinh của chiếc lưới. Lúc đó con mới thể thoát thân được. Thật vậy hả ông? Ừ. Con về liền. Ai...
Bà đi mệt không bà? Không, bà không có mệt. Con mời bà uống nước. Sắp tới mùa ấp chín rồi, con sợ một mình bà hái không kịp đâu. Ngày mai á, con sẽ đi hái với bà. Con á, đã mấy lần sập bẫy hắn rồi. Nếu không có ông Tiều cứu kịp á, thì con đã rơi vào tay hắn rồi. Thôi, con ở nhà đi, con đừng có ra rẫy nữa. Nhưng mà để bà lên rẫy một mình con không có đành lòng. Với con ở nhà cũng đã lâu rồi, con nghĩ hắn cũng đã bỏ cuộc để đi tìm nơi khác tìm mỹ nhân. Hắn sẽ không săn đuổi con nữa đâu, bà đừng có lo. Bà vẫn mong được như vậy đó con à. Bà cũng mong được hai bà cháu mình sống một ngày yên bình. Ngày ngày bà cháu mình lên rẫy, rồi tối về quay quần bên bàn ăn, không có phải lo sợ như bây giờ. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bà ơi, bà có sao không bà? Tôi bị dấp té. Không có sao đâu con. Bà ngồi vô đây nè. Bà ơi, bà có thiệt là không sao không? Không có sao hết cô. Nếu bà không sao thì bà ngồi đây nghỉ cho đỡ mệt nha. Còn có việc gấp con phải đi liền. Khoan, cô dạ. Gái cô gái có lòng tốt bụng. Dạ. Bây giờ cái chân tôi đau quá. Bây giờ cô gái làm ơn mở cái hộp này lấy ra giùm cho tôi chai dầu. Có phải hộp này không bà? Cái hộp đó đó. Ui. Nè, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Ta hết kiên nhẫn với nàng rồi đó. Ta sẽ không bao giờ phục tùng ngươi đâu. Là sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta đâu. Sơn Đường, này hãy đứng lại. Được rồi, hãy xem ta trừng trị nàng đi. Yeah! Thiên Lôi! Phương ơi, nãy có việc gì chứ dạy bảo. Thôi nhìn đi, có thấy cô nàng đang chạy đó không? Nàng ta đã chống đối ta, cho nên ta phải trừng trị nàng. Bây giờ ông kêu thằng sống chớp gió, đánh cô ấy tan tành, không còn miếng giải che thân. Nhanh lên! Nhưng mà khoan đã, đánh thì đánh, dùng nên nhớ, không được làm hại đến thân thể của nàng, biết chưa? Xin tuân lệnh. Chắc chống đối ta hả? Dám đụng đến ta hả? Cái gì vậy? Làm xong nhiệm vụ rồi, không về trời đi, quay đây làm gì? Ta quay lại đây theo lệnh của Ngọc Hoàng. Vì những cơn sóng chớp vừa rồi đã kinh động đến Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng đã cho người cha hỏi nguồn cơn. Cái gì? Ngọc Hoàng cho cha hỏi nguồn cơn à? Nhưng Ngọc Hoàng đã biết chuyện gì chưa? Ngọc Hoàng đã biết những việc làm sai trái của ông đối với nàng tơ, và những việc làm xấu xa của ông trong thời gian qua, nên đã sai ta đến đây để trừng phạt ông. Yes! Yes!
Con ơi, sao vậy nè? Con, chuyện gì đã xảy ra? Con ơi, sao con ra nông nổi vậy vậy con? Để bà lấy áo đắp ấm cho con nha. Bà ơi, bà đừng đi. Bà ơi, con mong cho những người nghèo khó, khốn khổ, không có mạnh dạy che thân, sao không phải chết lạnh như con? Con nguyện sẽ giúp họ lấy những sợi tơ này để dệt vào quần áo cho họ mặc. Con ơi, con không chết được đâu, để bà đốt lửa sưởi ấm cho con. Trời, ước nguyện của con đã thành sự thật. Những sợi tơ này sẽ giúp ta dệt những tấm lụa thật đẹp. Những tấm lụa mềm mại được dệt từ những sợi tơ ống miệng chẳng bao lâu được truyền đến tai hoàng hậu. Hoàng hậu vui mừng, sai thợ may ngay cho mình một chiếc áo dài. Cả triều thần sửng sốt với vẻ đẹp của chiếc áo mềm mại sạng sỡ ấy. Cũng từ đó, nghề trồng dâu nuôi tầm được nhiều người biết đến để đáp lại nguyện vọng thiết tha của nàng tơ. Ui da, ai da, Tiến. Em sao vậy? Ngồi xuống coi. Ngồi trên đây anh coi. Chờ đâu chút xíu nha. Chắc em không sao đâu. Thôi anh đừng có bóp nữa. Em bị trật trương rồi nè. Đừng bóp chút xíu. Mà em đi đâu vậy? Cha sai em qua nhà bà Thọ để thu lúa giống. Mà em qua bên bển á, không có ai ở nhà hết, cho nên em đi về. Thôi chết, về tay không vậy, cha em có rầy không? Cha em khắc nghiệt với người ăn kẻ ở quá, em không thích. Nhưng mà em cũng không biết khuyên cha em như thế nào hết đó. Anh thấy á, em không khuyên được ông Phú Hộ đâu. Thôi, trưa rồi, em về nhà đi. Dạ, vậy em về nha. Ui da. Em có đi được không? Chắc không sao đâu. Không được. Để anh dìu em về. Nè, bám vô tay anh. Dạ. Được không vậy? Từ từ thôi nghe. Ông ơi, ông ơi, là ông ơi, ông ơi. Trời đất ơi, ông cả ngày cứ chui đút vô trong phòng ngủ hoài à. Thiệt tình luôn á. Gì vậy bà? Tôi là con người chứ đâu phải là con chó đâu mà chui qua chui lại. Tôi đi vô phòng tôi ngủ đàng hoàng mà bà nói gì chui. Cái đó tự nghĩ nha, không ai nói mà chó vậy đâu nha. Thiệt tình đó, thiệt tôi chưa thấy ai với ông hết trơn. Hết giờ ngủ sao ngủ nhầm giờ nghiệt không à. Chuyện là tôi muốn ngủ giờ nào tôi ngủ, không có đụng chạm, không mít lòng gì ai thôi. Chứ tự nhiên bà về đây rồi bà réo tôi ra đây mà phá giấc ngủ tôi để bà càm ràm có cái chuyện tôi ngủ thôi đó. Nết ngủ kỳ quá, không giống ai ha. Cho tôi ngứa mắt tôi nói vậy đó. Thấy không, chịu chưa? Về đây báo cho ông hay một tin quan trọng nè. Tin gì? Đối với bà, cuộc đời bà cái gì mà nó vô tới lỗ tai bà là cũng điều quan trọng hết. Rồi bữa nay có cái tin gì quan trọng nữa nói nghe. Ông đuổi ngay thằng Tờ ra khỏi nhà giùm tôi. Tôi thấy bà sờ cái đầu là tôi biết bà bây giờ bà cũng bị khùng. Cái gì khùng? Bà phải biết là cái thằng Tờ nó là cái thằng khỏe mạnh, siêng năng.
Trời ơi, nó làm việc hả? Gấp 2-3 lần mấy người mà ở đợi cho mình ở đây mà bà kêu tôi đuổi nó là đuổi làm sao? Tôi biết nó khỏe mạnh siêng năng rồi, nhưng mà tôi không thích nó, tôi không thích chứa nó trong nhà này. Ông làm ơn đuổi nó ra thì như tôi, đuổi ra khỏi nhà cho tôi. Bây giờ có chuyện gì nè, bà nói có đầu có đuôi cho tôi biết để mà tôi có cách tôi giải quyết. Tự nhiên như kêu đuổi, đuổi gì? Đây nè. Vụ gì? Nói cho con Tím nhà mình hai đứa nó tù ti tú tí với nhau, nắm tay nắm chân nhau trên rẫy, tôi bắt gặp rõ ràng rồi nè. Trời ơi, tại sao bà không lâu đầu con Tím về đây? Bà phải thừa biết á là cái chuyện là tôi đã hứa rồi. Tôi hứa tôi gả nó con trai của ông quan phủ rồi. Tại sao bà để vậy? Trời ơi, nói nhỏ nhỏ tôi, người ăn kẻ ở trong nhà nhiều lắm. Ngồi xuống nói ha. Trời đất ơi, ông hiểu hết tôi rồi mà ha. Cái cục tức tôi dâng tận ở đây là tôi muốn bay là tôi tát cho đứa một cái. Nhưng mà tôi dằn lại, thấy không? Vì sao? Vì con gái mình, thấy không? Nó mà lỡ vợ bể cái chuyện này ra ha, rồi tới tay con trai quan phủ, rồi tính sao đây? Cho nên ông gấp gấp ông đuổi thằng Tờ ra khỏi nhà, đừng để cho tình cảm tụi nó tiến tới nữa, thấy không? Ngăn chặn mối tình này cho tôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ trừng phạt cái thằng người ăn kẻ ở khố rách áo ôm này cho nó biết tại tôi. Trời ơi, ai đời đi làm thuê làm mướn mà muốn yêu con gái ông chủ là sao? Bởi vì cái đồ. Trời ơi, lớn tiếng quá à, làm ơn nhỏ lại. Cái đồ gì ha? Đồ gì cũng đã lỡ dở rồi ha. Cho nên bây giờ mình muốn phải giữ tiếng cho con gái mình ha. Cuối năm nay là quan phủ cho người đem xính lễ qua đây dạm hỏi rồi. Cho nên á, bằng mọi cách phải đuổi thằng Tờ ra khỏi nhà. Đó là mới là yên chuyện đó. Gì vậy? Tự nhiên cười vậy? Trời đất ơi, cái chuyện đang dầu sôi lửa bỏng tự nhiên cười. Nè, nói cho tôi biết cái chuyện gì mà ông cười. Tôi có cách để tôi tống tiễn thằng Tờ một cách êm đềm mà không ai hay biết cái gì hết trơn. Thôi bà, tống nước không? Thôi. Ông ơi. Vậy? Ông Cơ con đi theo ông á. Đi đâu vậy ông? Mày cứ hỏi hoài, mày hỏi tao mất tập trung lại, tao không để ý, tao dắp tao té nha mày. Dạ. Tao biết. Mày đi từ nãy giờ lâu lắm rồi ông ơi. Hỏi nữa à? Tới chưa ông? Giờ mày muốn biết tao đưa mày đi có chuyện gì phải không? Dạ. Hỏi thiệt nè, con ở cho ông ở nay là cũng 7 năm rồi đúng không? Ừ. Hơn 7 năm rồi ông. Hơn 7 năm. Dạ. Thời gian con ở với ông là ông thấy ông thương mày quá. Mày siêng năng, mày giỏi giang, nói chuyện ông thương như con cháu trong nhà vậy. Bây giờ tao tính dẫn mày á. Dạ. Để tao chỉ đất, tao cho đất mày, để mày phát nương, mày làm rẫy. Thiệt không? Ờ. Trời ơi, ông nói thiệt không? Thiệt. Ông cho con đất không? Ờ. Ông ơi, đất ở đâu không? Hả? Ờ, ông, cái đất này không? Mày làm gì lính quýnh vậy đây nè. Dạ. Đó, phía sau dãy núi này cũng có đất của ông nè. Rồi sao cái dãy núi bên đây cũng là đất của ông. Đó, rồi sao cái rặng cây này là có một cái dãy núi nữa. Sao cái dãy núi đó là đất của ông. Bây giờ mày ra mày phát quang cái đất đó, mày làm nương làm rẫy, mày chịu không? Ông ơi, sao ông không cho con cái miếng đất ở đây được rồi? Sao ông cho muốt đằng sau xa rồi làm chi ông? Cái đằng xa đó nó tốt hơn ở đây. Nhưng nó xa lắm ông ơi. Phải không? Con đi thử rồi. Từ đây mà qua tới đó phải mất 3-4 ngày. Ừ. Mà sợ khi 3-4 ngày chưa tới được á ông. Chê miếng đất đó xa phải không? Dạ đúng rồi ông. Nghe cái chuyện này là mày chê à, chứ không phải do ông nghe. Bắt đầu từ bữa nay là không có được nhắc tới cái chuyện mà đất đai nữa nghe. Ông hứa ông cho tại mày chê á. Dạ thôi ông cái gì ơi, cái gì ông. Cái gì thôi được rồi, xa cũng được ông. Ừ. Con nhận. Con phá được tới đâu là nương rẫy đất đai đó là của con. Rồi dạ. Con có quyền con trồng trọt nghe không? Dạ. Trời ơi, biết đâu vài năm nữa mày thu hoạch được mùa một cái rầu đó, mày giàu hơn ông nữa. Vậy ráng làm nha con. Dạ. Dạ. Con đổi hơn không? Có đất rồi. Mày có đất rồi. Có đất rồi, có đất rồi. Ông ơi, chờ con về nha ông ơi. Thưa mẹ con đi. Con ơi, con dạ. Con đừng có đi. Con đừng đi tới cái dãy núi quan đó. Ở đó chỗ là hùm beo cọp rắn không à. Con đi tới đó là làm mồi cho chúng mà thôi. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con biết tự lo cho bản thân mình mà mẹ. Lần này con phải đi phát rừng làm rẫy.
Nếu thành công á, mẹ con chúng ta sẽ có đất riêng, sau đó mình trồng trọt chăn nuôi. Chứ mẹ thấy á, con đi làm công cho ông trưởng làng, một ngày chỉ có 2 chén gạo, chỉ đủ cho mẹ con mình ăn qua ngày thôi. Nhiều lúc á, con thấy mẹ đau bệnh mà mẹ cắn răng chịu đau, không tiền thuốc thang, con đau lòng lắm mẹ. Con ơi, nhưng mà nhà mình cái cuốc cũng không có, cái rửa cũng không, hai tay không, rồi làm gì được đi con? Cô Tím thôi. Dạ, con chào bác. Tím. Con, thôi, thôi hai con ngồi chờ cho, để mẹ vào trong có chút việc nha. Dạ. Mẹ an lòng nha mẹ. Tím. Dạ. Dạ Tím ngồi đi. Mình nói chuyện ở đây được rồi. Nghe nói anh sắp vô rừng sâu nguy hiểm, cho nên em mang cái này cho anh nè. Tí mang cho tôi hả? Hay quá, cái này rất cần cho tôi. Nhưng mà cái này Tím lấy đi, liệu cha Tím có rầy không? Nhà em có nhiều lắm, em lấy đi 1-2 cái, cha em không biết đâu, anh đừng có lo. Tím à, cảm ơn Tím nhiều lắm. Tôi biết là Tím thương tôi. Tím phải tin tôi nghe. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng phá rừng làm rẫy. Tôi sẽ làm ra thóc lúa để nuôi mẹ và cưới Tím. Anh phải cố gắng phá rừng làm rẫy, làm ra thóc lúa để nuôi mẹ của anh nha. Còn về phần em, em nghĩ cha mẹ của em sẽ không đồng ý gả em cho anh đâu. Tại sao vậy Tím? Em nghe nói cha mẹ đã hứa gả em cho con trai của ông quan phủ rồi. Tím à, không lẽ Tím đồng ý lấy con trai quan phủ sao Tím? Dạ không, em sẽ không đồng ý lấy con trai ông quan phủ đâu. Nhưng mà anh cũng đừng có lo cho em nữa, anh phải ráng bảo trọng nha. Em nghe nói trong rừng sâu nguy hiểm lắm, có nhiều thú hoang hung dữ nữa. Tôi biết tự lo cho bản thân mình. Tím, chờ tôi nghe. Em phải đi về đây, ở đây lâu cha mà phát hiện thì chết. Anh bảo trọng nha. Tím nhất định chờ tôi nha Tím. Nhớ chờ tôi nha Tím. Khu rừng này rộng lớn thiệt, mình phải phát quang hết chỗ này, mình sẽ có một miếng đất thật là lớn, lúc đó tha hồ trồng trọt chăn nuôi. Đúng là ông Phú ông tốt thiệt đó. Rộng lớn quá, không biết làm sao nhìn bao quát khu đất của mình. Có cách rồi. À, ta là chủ khu đất này. À, không được, bây giờ mình phải khai quang ngay, đất sẽ thuộc về mình. Dừng tay lại. Hả? Cây biết nói hả? Không phải, là ta đây, sắp con nè. Thế ai? Sắp con, cây biết nói à?
Ừ. Chàng trai ơi, xin chàng hãy cho loài sóc chúng tôi một ít cây để làm tổ. Rẫy nhà chàng dài hơn rẫy của trưởng làng rồi đó. Rẫy của ta dài hơn rẫy của chủ làng rồi. Đúng là dài hơn thiệt. Được rồi, tôi cứ yên tâm đi. Cứ yên tâm mà làm tổ, ta không chặt cây nữa đâu. Chàng trai ơi, chàng hãy phát theo chiều ngang đi. Bây giờ thì ngươi đi đi. Không tôi á, ta phát rừng, ngã cây đè lên mình là chết đó. Ta biết rồi, ta đi nha. Sắp biết nói. À, chặt theo chiều đông, chiều đông. Chàng trai ơi, xin chàng hãy ngừng tay. Ủa? Thỏ, mi đang nói chuyện với ta hả? Đúng vậy. Có chuyện gì không? Rẫy của chàng đã rộng gấp đôi rẫy của chủ làng rồi. Thỏ còn ta đây, chỉ mở cả gối mà vẫn chưa hết. Chàng hãy nhường đất còn lại cho loài thú chúng tôi đi. Đúng rồi, rộng thiệt. Ta mãi mê phá rừng quá, ta không để ý. Đi yên tâm đi, ta không chặt cây nữa đâu. Cứ yên tâm mà sống. Cảm ơn chàng trai, chàng thiệt là tốt bụng. Thôi được rồi, đi đi. Tưởng tao cho đất mày để mày khai khẩn mày làm ăn, mày còn tới đây mày dây tao lúa giống làm sao hả mày? Dạ, con luôn biết ơn ông để cho con khu rừng đó. Bây giờ con có đất rồi, nhưng mà khổ nổi, con muốn gieo trồng mà không có giống thưa ông. Nhà con còn có lúa giống, nhưng mà khổ quá, mẹ con đi đổi lấy gạo ăn hết rồi. Bà con này không có ai hết, chỉ có ông là chủ thân thích thôi. Ông giúp con đi, ông cho con mượn ít lúa giống, rồi con về con gieo trồng á, rồi con thu hoạch con trả cho ông. Mày là cái đứa siêng năng giỏi giang, vậy là mày khai khẩn, mày cài xới miếng đất mày chắc là tốt lắm, phải không? Dạ, tốt lắm ông. Ồ, được rồi. Tao đồng ý, tao cho mày dai. Dạ, có nổi hơn ông. Nhưng mà lãi là gấp 10 lần nghe. Trời ơi, sao cao vậy ông? Không được rồi, thôi. Nhưng mà tao nhắc thêm cái nữa nè. Là cuối cái vụ mùa này á, là mày phải trả hết á, vừa cái dai vừa cái lãi cho tao đầy đủ nghe chưa? Dạ, dạ được không? Bay đâu? Dạ, dạ. Đem hai dạ lúa giống ra cho nó. Ông lấy lúa tốt tốt cho con nha ông. Lúa của ông gieo từ xưa giờ mày biết rồi. Dạ. Hạt chắc quá ông ơi. Dạ. Con đổi ăn ông. Chắc chắn á, mùa này á con sẽ bội thu. Con sẽ trả cho ông vốn lần lời luôn. Dạ thưa ông con về. Dạ thưa ông con về. Nè, trời ơi, tôi thấy cái nét mặt nó ra nó hớn hở, nó vui vẻ lắm. Ông nghĩ sao mà ông cho nó dai lúa giống vậy hả? Bộ ông nghe thiên hạ đồn là bây giờ nó đang phát rẫy rộng lớn hay sao? Ông làm như vậy chẳng khác nào là để cho nó... Tôi không cần nghe ai đồn, mà chính tay tôi nghe cái miệng thằng Tờ nó nói rồi. Đồng ý là nó khai quang đất đai nó rộng tốt, nhưng mà nó không có lúa giống thì nó cũng không làm được cái việc gì. Thấy không? Cũng như là đất chết thôi. Bà có cái tật về tới nhà là ào 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 ào. Không hiểu. Chắc là trời không thương mẹ con mình rồi, chứ lúa giống đã gieo thì phải nảy mầm chứ. Sao mẹ con mình chờ hoài mà không thấy gì hết trơn vậy? Con không biết nữa mẹ. Mẹ, hả? Con phải đi gặp ông trưởng làng. Ê? Hỏi rõ vụ việc này coi sao. Không được rồi con ơi. Trưởng làng đó là mang tiếng là tham lam độc ác. Con á
mà đi nói là lúa không có nảy mầm á, ổng không có tin đâu. Mà coi chừng ổng còn đánh con nữa. Thôi đừng đi con, đừng đi con ơi. Thôi con ơi, đừng đi con ơi, đừng đi. Mẹ, hả? Mẹ yên tâm đi. Con chỉ tới hỏi cho ra rẻ thôi, chứ con đâu bắt đền ổng đâu. Với lại mẹ nghĩ coi, lúa này mẹ con mình đâu có dây của ai khác ngoài ổng. Con nói cũng phải, mẹ con mình chẳng có bà con thân thuộc, hàng xóm, thì ai cũng nghèo. Có muốn giúp á thì cũng không có gì để giúp. Mẹ, mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ tin con nha, nhất định con sẽ làm được mà mẹ. Bây giờ con cậu mẹ về nhà. Khi nào mà lúa trổ bông, con sẽ đưa mẹ lên đây. Chứ ở đây á, đường thi nước độc, không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Nghe mẹ, nghe mẹ. Đi con. Mẹ lên con cổng mẹ. Cái đó là tại trời không có thương mày, cho nên ổng không cho cái hạt lúa mày gieo nó nảy mầm. Chứ mày làm việc với tao là trên 7 năm trời nay, mày thấy không? Có năm nào tao gieo giống mà không nảy mầm không? Dạ. Là tại vì biết sao, tao lựa những cái lúa giống tốt, không chắc, đẹp, để mà tao tích lũy, tao làm giống cho mùa sau phải nảy mầm thôi. Nhưng mà ông ơi, cái giống ông cho con mượn cũng là giống tốt, giống to, tại sao con gieo đất của con mà nó không nảy mầm ông? Thì tại trời không thương mày chứ sao trăng cái gì nữa, đúng không? Nè, mà cái chuyện lúa mày không nảy mầm là do trời đặt để nghe, tao không có biết cái chuyện đó à. Thôi đi về đi, còn đứng đó làm gì nữa. Dạ. Mà tao quên nữa, nhắc mày nè, cuối cái mùa lúa năm nay á là tao sẽ thu lợi cái vừa số lúa mày ra vừa số lúa mày trả lời cho tao nghe. Cố gắng mà làm á. Dạ. Dạ bẩm ông. Sao? Ông thương con thì thương cho chót. Ừ. Ông cho con dây thêm lúa giống đi ông. Trời. Đã một lần rồi mày không biết sợ hay sao mà còn mượn thêm đợt nữa. Rồi mày mượn đợt nữa mày lấy gì mày trả cho tao? Con tin là đợt này á, ông trời sẽ thương con. Ông trời sẽ cho con lên mầm. Con sẽ có lúa con trả cho ông. Rồi con có lúa con nuôi mẹ con nữa thưa ông. Tao nói trời không thương mày mà mày không tin. Mày vẫn muốn gieo thêm một lần nữa phải không? Dạ. Thôi được rồi, tao sẽ cho nghe. Dạ, con đội ơn ông. Ừ. Ông thương tình đã giúp con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nè, tao là không có thương tình gì mày hết á. Sở dĩ tao giúp mày á là có một điều kiện. Dạ, điều kiện gì vậy ông? Nếu mùa tới này á mà mày không trả được lại cho tao á, là tất cả những nương rẫy mà mày phát quang á là nó sẽ thuộc về tao. Mày đồng ý không? Dạ, nếu mà con không trả được lúa giống của ông với lãi cho ông thì toàn bộ đất đai của con, đường rẫy của con khai hoang thuộc về ông. Ừ, sao? Dạ. Nếu mà đồng ý á thì tao kêu người làm của tao nó đem hai giả lúa ra cho mày, đồng ý không? Dạ, con đồng ý. Mày đâu? Dạ. Ừ, đem mai và lúa ra cho nó mượn. Dạ, con đội ơn ông. Ừ, con đội ơn ông. Rồi, ráng làm cho được mùa này nghe. Dạ. Ừ. Dạ, thưa ông con về. Ừ, đi cẩn thận nha, đừng có để đổ à. Coi như cái đó của mày á, đổ thì cũng phải trả lại cho tao à. Tao biết là thế nào, mày cũng trở lại mày dai tao một lần nữa, cho nên tao chuẩn bị sẵn đâu đó hết rồi. Mày ngu quá trời ơi, những cái hạt lúa giống đó là tao đã đem tao trụng nước sâu rồi, làm sao mà nó nảy mầm được. Lúa giờ không nảy mầm. Ông trời ơi, ông trời ơi, ông không thương tôi hả ông trời?
ông không cho mẹ con tôi có cơm ăn sao? Cỏ thì ông cho mọc, cây non thì ông cho đâm chồi, còn lúa tôi trồng thì ông không cho nảy mầm. Ông tiệt đường sống của mẹ con tôi sao ông trời? Tội nghiệp chàng trai quá. Không lẽ chúng ta lại đứng nhìn chàng thất bại một lần nữa hay sao? Sóc con, Thỏ con, bạn mau nghĩ cách gì đi. À, tôi đã có cách rồi. Tôi có một cách có thể giúp được chàng trai nè. Cách gì? Đi theo tôi. Hai, ba, đại. Hai, ba, đại. Tại sao cứ chờ người tôi hoài vậy? Tại sao vậy? Cái bầu này kỳ lạ thiệt. Mình đã quăng nó đi rồi, nó còn quay lại với mình. Phải rồi, lúa không mọc, mình sẽ trồng bầu. Khi bầu có trái mình sẽ ăn qua ngày và đem ra chợ bán. Bầu ơi, mình giúp ta nha bầu. Bầu ơi, mày hãy thương tao. Ra cây tươi tốt, ra trái sai quả nha. Thành công rồi, nhiều bầu quá, ta thành công rồi. Cây bầu đã đâm chồi, trái bầu, bầu có trái rồi. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời, tôi sống rồi, tôi sống rồi. Cây bầu này thật thần kỳ, ta mới trồng được có 2-3 ngày mà dây bầu đã ra nhiều trái như vậy. Được rồi, ta chỉ chờ thêm 2-3 ngày nữa thì trái bầu lớn dần, hái về cho mẹ, cho là mẹ vui lắm. Bầu ơi, bầu ơi, bầu ơi, nhiều bầu quá, nhiều bầu quá, à, nhiều bầu này là của ta. À, bầu, trời ơi, trời ơi, tại sao vậy? Tại sao khô hết như vậy? Ông trời ơi, đúng là ông không thương tôi thiệt rồi. Bầu mới qua một đêm mà sáng nay bầu đã khô như vậy. Không, ông trời, tôi không chịu thua ông đâu. Ông không cho tôi ăn bầu tươi, tôi sẽ lấy hạt bầu khô, tôi đem về cho mẹ tôi ăn cầm hơi. Lúa, lúa, đúng là kỳ diệu. Hãy bầu cho lúa. Ông trời ơi, ông cho con phải không ông trời? Con cảm ơn ông trời, con cảm ơn ông trời. Chị ngồi đây nghỉ nghe chị nha, xuống. Chị ráng ăn miếng cháo đi nha, cho nó khỏe nghe chị. Cảm ơn em. Mấy ngày nay
mà không có em cho cháu ăn á, chắc là chị chết mất á. Có gì mà ơn với nghĩa chị. Em còn nghèo khổ cho nên chị có nấu cháo thôi. Chứ nếu mà có cơm á, mấy ngày hôm nay chị ăn chắc là mau lại sức lắm á. Có cháo ăn á là chị mừng lắm rồi. Sao mà cái thằng Tờ nó đi lâu quá mà không thấy nó về. Nó ở trong rẫy coi chừng mấy cái lúa giống đó. Chắc là nó đợi lúa mọc xong xuôi rồi nó mới về đó chị. Lúa gieo thì không có nảy mầm em ơi. Hai lần thất bại, toàn là cỏ không à. Con về rồi nè mẹ. Nó mẹ về rồi kìa chị. Con mang lúa về đây, nhà mình không còn đói khổ nữa đâu mẹ. Con. Dạ. Con hãy đem lúa gạo này trả lại cho người ta. Mẹ không nỡ ăn cơm gạo mà không phải là công sức của mình làm ra. Thà là mẹ chết đi cho rồi, chứ nhìn cảnh mà con đi vay lúa cho mẹ ăn thì... Mẹ à, mẹ hiểu lầm con rồi. Đây lúa này đó, con không có vay mượn ai hết đó. Lúa của rẫy nhà mình đó mẹ. Con đi gieo lúa, lúa không mập. Hai lần con đi vay với trưởng làng mà mẹ không biết hay sao. Mà con nói đây là lúa của rẫy mình. Chị, nếu mà thằng Tờ nó đã nói như vậy chắc là đúng rồi đó. Đâu chị thử theo nó lên rẫy coi. Mẹ đi với con nha mẹ. Mẹ đi với con. Mẹ đi với con. Bà về bà nói với thằng Tờ á là ta đồng ý gả con gái của ta cho nó với điều kiện nó giao cả đất đai của nó và một rừng bầu của nó cho ta. Trời, ông nghĩ sao vậy hả? Ông nghĩ sao mà ông gả con gái mình cho? Ta nói thì ta giữ lời, bà cứ về nói lại với thằng Tờ cho nó rõ. Dạ, tôi sẽ về nói lại. Về đi. Dạ thưa ông, tôi về. Nè, tại sao mà ông đem gả con gái mình cho thằng Tờ mà chỉ đủ lấy một cái rừng bầu không vậy hả? Ông trả lời cho tôi đi. Sợ gì tôi đánh đổi cả một cái cơ ngơi này với con gái để tôi lấy cái rừng bầu của nó. Là vì trái bầu của nó là trái bầu rất là thần kỳ. Chỉ cần trẻ một cái bầu ra thôi là hạt giống sẽ tràn đầy hết cái sân này của mình. Bà hiểu không? Ông nói sao? Một trái bầu? Ừ. Mà coi như là đập trái bầu ra còn đổ thóc giống đầy cái sân. Ừ. Vậy là cả vườn bầu nó cho rất là nhiều thóc giống. Ừ. Trời ơi. Có nghĩa là nghĩa là cái trái bầu thần kỳ nó cho được hạt giống thì nó có thể nó cho luôn cả vàng bạc đá quý, bà hiểu không? Đất đai của nó bây giờ là trù phú tốt lắm, dân các nơi về đó lập nghiệp, thì khi đó ta sẽ là vua một cõi. Ta sẽ giàu sang phú quý. Thì mắc mớ gì phải gả con gái cho ta của con trai của quan tri phủ. Mình gả con của thằng Tờ ừ. thì của cải và cái cơ ngơi này sau này là của con mình chứ của ai, phải không? Lo gì mà lo nữa. Dạ, dạ, đây là rừng bầu của con nè ông bà. Trời ơi, wow. trời ơi, bầu nhiều quá. Trời ơi, con ơi. Dạ. Bao nhiêu đất đai là con trồng bầu hết hả con? Dạ, con không cần cực khổ như vậy đâu. Con chỉ gieo hạt một lần, rồi nó tự mọc dây phủ kín cả cái rễ này. Dạ. Vậy chứ cái rừng bầu này của con á, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu vậy rễ? Dạ thưa trưởng làng, con không có đo chính xác. Ừ. Con chỉ ước tính là ngang và dài á, rộng gấp đôi đất của trưởng làng thôi ạ. À. Vậy là rễ đồng ý là trao đổi cái cơ ngơi của ta với cái cơ ngơi của rễ cùng với cái rừng bầu này đúng không? Dạ, con thưa trưởng làng và bà trưởng làng à. Con yêu tím thật lòng và con muốn cưới cổ làm vợ. Chính vì vậy á, con chấp nhận mọi điều kiện của trưởng làng đưa ra. Vậy là cái văn tự mà con đồng ý là trao đổi cái cơ ngơi của ta với lại cái cơ ngơi cùng cái rừng bầu này của con. Hèn giờ con điểm chỉ vô để làm tin. Dạ, chỉ con điểm đẹp quá. Bà ơi,
Bà nhanh tay quá. Nhanh tay đi mà sớm làm lễ cưới cho tụi con chứ. Ta sẽ tổ chức đám cưới cho tụi con lớn nhất từ trước tới nay. Dạ, thiệt dạ. Con cảm ơn nhạc phụ nhạc mẫu. Bây giờ con xin phép nhạc phụ nhạc mẫu cho con qua nhà thăm Tím. Dạ, dạ con xin phép. Vâng. Dạ. À, trước khi đi đưa cái danh tự cho dạ. Ông đi lẹ đi con. Dạ, vậy là con đi được rồi hả? Đi. Dạ, vậy con xin phép con đi qua thăm Tím. Đi con. Trời ơi. Bà ơi là bà. Trời ơi. Không thể tưởng tượng được bà ơi. Trời ơi cưng quá ông ơi. Trời ơi mấy trái bọc dễ thương gì đâu á ông ơi. Tôi muốn ngủ đây luôn quá. Gì vậy? Dăng cái mùng cho tôi ngủ đi. Thôi đừng có gì cũng được. Ông ơi. Đập liền trái bầu cho tôi thấy. Tôi muốn chứng kiến trái bầu đầu tiên. Nó thật là nhiều lúa giống từ ở trong tuôn ra. Thóc giống tràn ra. Vàng bạc ngọc ngà nó tràn ra. Trời ơi tôi tưởng tượng lúc đó tôi là giàu sang nhất trên cái thế gian này. Không còn ai bằng tôi nữa. Tôi là vua của cái xứ này. Đúng rồi, ông là vua, tôi là hoàng hậu. Đó, để ta đập thử một cái bầu. Cái này đập thử trái bầu. Trời ơi trái bầu nó đẹp không thể tưởng tượng được bà ơi. Đẹp hơn cái bầu bình thường. Đập một cái đi trời. Đập nghe, bình tĩnh nghe, bình tĩnh. Trời ơi. Sao răng nhanh không nha bà. Đợi có quái kìa, quái kìa. Chạy đi chạy nè. Có chuyện gì vậy? Cứu thôi quái. Anh ơi, yêu quái đằng kia kìa. Cái gì? Con gái hả? Yêu quái. Làm gì có yêu quái ở đây? Các người có ba người mà làm gì phải sợ nó? Trời ơi, ba người tụi tôi không làm lời nó đâu. Nó dữ lắm, nó ác lắm, nó hung tợn lắm kìa. Đi chú em ơi đi, đừng ở lại đây nữa, yêu quái kìa. Đi chú em. Con gái à. Chết nhát quá thì đi về đi. Ba người mà không hợp sức lại chống cậu với nó, tôi không có về đâu. Thôi tôi về trước đây. Về đi. Thôi. Khoan. Nó ở đâu? Kìa. Đó. Trên cái cây bự nhất đó. Đó. Ở ngoài bì rừng á. Đó thấy không? Đó. Đó. Cây to đó. Bự nhất đó. Anh đi biết bao nhiêu cây to, cây nào to? Cái cây trước mắt mình bự nhất đó. Ở đó hỏi chúng nó ăn thịt mình bây giờ. Thôi đi. Tôi đi nha. Yêu quái. Bà con ơi cứu. Làm gì có yêu quái ta? Làm gì có yêu quái? Yêu quái. Nhà ngươi có phải là yêu quái không? Dạ. Cái cây mà yêu quái đâu có ốm vậy. Đi giết yêu quái. Mình không manh động. Nghiêm túc. Yêu quái đâu? Có tiếng ấy lạ thật, chung quanh đây không hề có một bóng người. Ai giấc này sao không đi làm việc mà còn ngủ? Ai đó không trả lời, chẳng lẽ có yêu tinh thiệt sao ta? Ai cũng đồn là có yêu tinh, mình không bao giờ tin. Yêu tinh đang ngay phải không? Có phải là yêu tinh không? Mau xuất hiện ra đây. Thôi được, nếu bí ẩn như vậy ta sẽ hạ cái cây này xuống. Trước tiên ta sẽ lấy củi, sau đó ta sẽ trừ hậu quả cho dân làng. Ai dám chọc phá ta nhà ta hả? Vậy ngươi là yêu tinh đúng không? Yêu tinh của vùng nào? Thảo nào? Vậy ngươi không rõ dân làng và những người tiểu phu khác chạy bán sống bán chết. Đúng vậy. Ngươi cũng cả gan lắm. Các bọn chết nhát đó hả? Ngươi có đi không? Không thôi.
chạy à. Chạy à, còn lâu. Đau, đau, đừng, đừng. À, úi da. À, đừng, 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 đừng. Có chuyện gì vậy chàng trai trẻ? Tại sao chặt phá nhà ta? Nhà của ngươi hả? Ta sẽ chặt ngay tức khắc, để ngươi không còn lộng hành mà tán yêu tán quái ở đây nữa. Bớt giận đi chàng trai trẻ. Ta chỉ hù dọa cho chúng sợ thôi, đừng có lai giảng ở đây, chứ ta có tác yêu tác quái gì đâu. Ngươi cứ ám ở đây hoài thì làm sao mà dân làng và những người tiều phu khác vào đây để đốn củi làm ăn sinh sống? Điệu hồn thì tránh ra, để cho ta chặt cái cây tiếp. Đừng, từ mà. Bình tĩnh. Thôi đi mà. Thôi được rồi, bình tĩnh. Đừng có chặt nữa. Bây giờ ta có một lời đề nghị với ngươi được không? Ngươi và cái bọn kia vào đây á, chặt phá nè, hái trái cây, chủ yếu là tìm kế sinh nhai. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một món đồ, coi như là bù lại được không? Món gì? Ta sẽ cho ngươi một cái mâm thần kỳ. Đừng có thấy dân làng chắc phát thật thà mà lừa gạt. Mâm thần kỳ là mâm gì? Ngươi không tin phải không? Được rồi, mâm thần kỳ xuất hiện. Ngươi tin chưa? Nhưng mà để ngươi tin nữa thì ngươi hãy gọi tên món ăn và gõ vào mâm thần kỳ 3 cái, lập tức món ăn sẽ xuất hiện. Ta gõ vào trong cái mâm này là ta sẽ được như ước nguyện đúng không? Một tô cơm gọi và 2 con cá khô. Thơm quá. Dạ, ngươi tin chưa? Ngươi muốn ăn cái gì ngươi cứ gõ vào mâm, đừng đến đây chặt phá nhà cửa ta nữa, nghe chưa? Thôi được rồi, ta tin ngươi. Cảm ơn nhà ngươi rất là nhiều. Ta sẽ không đốn cái cây này nữa. Giờ ta sẽ đem cái mâm này đãi cho dân làng một bữa no đi. Dân làng ơi, từ đây chúng ta sẽ không sợ đói nữa. Giờ tiếp tục ngủ được rồi. Cốc, cốc, cốc. Đầu heo xuất hiện. Oh yeah. Wow. Trong phá mày ra một cái đầu heo như vậy, cái gì hả? Cái gì vậy? Cái gì làm sầm vậy? Con đầu heo. Đó, đây nè. Ôi trời ơi, trời ơi. Thiệt không? Ông có thiệt không? Đầu heo của tôi mà. Của bà Tám đó, ngửi con có thơm không? Cái đầu. Thơm ngon quá. Làm ra đồ ăn thịt. Mày rượu à. Uống rượu đi. Mời rượu. Hoa, tôi mời. Mời, sao mà uống thoải mái, khỏi trả tiền. Thoải mái à. Xin lỗi ông bà cô bác rất là nhiều, để ông bà cô bác phải đợi. Tôi biết là ông bà rất là đói rồi, bây giờ không để mất thời gian nữa, xin mời. Cốc, cốc, cốc. Hãy cho ta 1 con heo sữa, 2 con vịt quay, và đặc biệt
một bình rượu đế Hồ Biên. Dạ, xin con chào chú Tông. Đâu có gì đâu. Cái mâm trống không hả? Đâu có gì. Không có thấy gì hết. Xin lỗi. Hết trơn vậy? Xin lỗi. Cốc, cốc, cốc. Hãy cho ta một con heo sữa, hai con gà quay và đặc biệt một bình rượu đế. Than. Một vỗ tay mà con ơi. Thấy gì đâu. Có gì đâu. Trời ơi, làm bỏ làm từ sáng giờ chạy ra qua đây nè, tưởng có ăn. Làm gì có cái gì ăn đâu. Chuyện quan đường mà. Vậy mà cũng bà con cũng tin được là ha. Còn kêu các vị vô lỡ á đi ra đây nè, ha. Chào từ sáng tới giờ để coi. Coi cái gì? Coi cái chuyện ma trận này đó hả? Tội này á phải phạt già mới chừa được. Đúng rồi. Phép vua cũng thua lệ làng mà. Đúng đó. Phạt cho chừa cái tội khoác lác. Ừ. Không có. Tôi không có khoác lác. Chắc nó ngủ quên, nó chưa có thức dậy hay sao á. Để tôi làm lại cái nữa nha. Cốc. Cho tao một con heo quay thôi. Hồ Biên. Đâu có gì đâu. Hả? Rồi dốc không? Cũng phải phạt dạ cho hắn. Mức phạt nhẹ nhất 10 heo. Đánh đi. Cho mày chết. Lại là ngươi nữa hả? Ngươi muốn gì nữa đây? Tại sao nhà mày gạt ta? Tại sao mày đưa cho tao cái mâm đồng nát? Hả? Tại sao? Nói đi. Thôi. Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Mày còn giả đò nữa hả? Cái mâm của người đâu? Dẹp đi. Tao giận quá. Tao tức quá. Tao đập nát rồi. Ngươi thiệt là hồ đồ mà. Thôi được rồi. Ta sẽ cho ngươi một món khác quý hơn cái mâm đó nữa. Lần này hả? Mày mà gạt tao nữa, tao sẽ không chặt mày nữa. Tao đốt luôn. Ta sẽ cho ngươi một con dê thần kỳ, nhưng ngươi phải chăm sóc và cho nó ăn uống đầy đủ. Nó sẽ ị ra vàng đó. Ta không tin. Nó đâu? Dê thần kỳ xuất hiện. Quay. Trời ơi, có con dê thiệt. Vàng đâu? Vàng đi. Nè, ngươi nhớ cẩn thận, đừng làm mắt con dê đó nghe chưa? Đúng là vàng rồi. Ngươi tin rồi chứ? Mời mốt đừng có làm phiền ta nữa được không? Cảm ơn, không làm phiền nữa. Bà con ơi, vàng thiệt, vàng thiệt nè. Xây ra, để mà phục vụ tráng sĩ. Ôi, tráng sĩ đem vàng về chăng? Tiểu Nhi. Dạ. Đi vô trong kia. Dạ. Phục vụ rượu. Dạ, đi rượu đi. Rồi, xong. Tiểu Nhi. Dạ. Vào. Dạ. Thôi, mọi người cứ bình tĩnh lại. Bây giờ ta sẽ dắt con dê quý của ta lên đình biểu diễn để cho mọi người hưởng lộc. Đâu? Con dê đâu? Sao? Con dê quý đâu? Đó. Thấy không? Ủa? Thấy con dê cũng bình thường mà nó quý chỗ nào vậy? Mọi người không nhìn thấy đâu. Đúng rồi. Con dê này nó quý ở chỗ nó quý ở cái chỗ, nó quý ở cái chỗ
sĩ, chỗ, tráng sĩ. Cái chỗ tráng sĩ biết. Nó quý ở cái chỗ. Là quý ở chỗ. Ở chỗ tráng sĩ biết. Quá. Bây giờ trước khi tôi lên đền biểu diễn để cho bà con hưởng lộc, thì nhờ ông bà chủ gà sàng sóc cái con về quý giùm tôi. Dạ. Cho nó ăn thiệt là no giùm tôi. Dạ. Tiểu Nhi, dạ. Phục vụ tráng sĩ dê. Cho tráng sĩ dê ăn phần của tôi luôn cũng được. Còn bây giờ thì anh em mình vô. Vô. Làng đánh quan bi hồi nào? Hôm nay định bày trò gì nữa mà kêu mọi người ra đây? Lần trước hắn lếu láo bị phạt một lần rồi mà cũng chưa. Bây giờ kêu mọi người cất công ra đây để làm gì rồi? Thôi thì cho hắn một cơ hội đối công chuộc tội. Lần này có hắn dở trò gì nữa đây? Thưa bà cô bác, lần trước chuyện cái mâm vàng, thật tình tôi cũng không biết vì sao nó lại bị như vậy. Nhưng lần này tôi trân trọng báo tin với mọi người. Đây, chú dê thần kỳ. Dê nó xạo quá. Đúng rồi. Một lát nữa đây, đừng chen lấn, giành giật với nhau sẽ làm mất hòa khí. Tại vì ai cũng có phần, ai cũng có phần hết. Một, hai, ba, hồ biên. Thật sự thì thì từ từ nói, đừng có chặt nữa. Chuyện là vậy nè, đó, chuyện là vậy đó. Vậy là cả hai lần ngươi đều nghỉ chân ở quán nước đó trước khi ra là khỏi làng đúng không? Đúng vậy, ta có phước mà, ta có củ quý mà, thì tao phải chia sẻ cho dân làng chứ. Chắc chắn là người đã bị lừa gạt rồi. Ngươi nhìn kỹ lại đi, con dê này đâu phải là con dê của ta cho ngươi đâu. Con dê này không phải vậy là con dê này của ai? Nếu mà ta đoán không sai á, thì vợ chồng chủ quán kia đã tráo đổi con dê khác cho ngươi rồi. Chết rồi. Vậy tao phải làm sao? Tao phải làm sao? Được rồi, ta sẽ cho ngươi bảo bối khác đây. Lại đây, kề tay vào đây, ta nói nhỏ cho nghe. Hả?
Ta đã hiểu rồi. Ta sẽ làm thử xem sao. Nè, nhớ đừng làm phiền ta nữa nghe chưa. Chào tiến sĩ. Khỏe không? Bà chủ khỏe không? Tiến sĩ, sao uống không vậy? Không muốn ăn gì hả? Ăn gì đi. Phục vụ tráng sĩ. Dạ dạ dạ. Chào tráng sĩ. Tráng sĩ muốn dùng gì? Dạ mời tráng sĩ vô. Mời tráng sĩ vô. Mời tráng sĩ vô. Mời tráng sĩ ngồi. Dạ mời tráng sĩ ngồi. Tráng sĩ muốn ăn uống cái gì? Tôi phục vụ tráng sĩ. Cái gì tráng sĩ? Tôi muốn. Muốn gì? Trời ơi. Trời mưa hả? Không. Không, anh sẽ muốn gì? Không cần ăn uống gì hết. Tôi không muốn gây sự chú ý cho cái bọn đạo trích. Dạ. Nội khách gì hết đi. Dạ. Tiểu Nhĩ. Tôi sao? Tôi sao? Tôi sẽ cho ông bà biết một điều bí mật. Ê, thôi thôi, không cần đợi khách về. Tôi ra tôi đuổi khách về luôn. Dạ. Hôm nay quán có chuyện nên đóng cửa sớm. Mời quý khách hôm sau ghé lại à. Cảm ơn nhiều. Hôm nay dẹp mình. Dạ. Chăm dỗ ba tôi. Ngày mai mốt thì lại uống đỉnh bù. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, đóng cửa. Ba. Tráng sĩ. Rồi, ta biết nghỉ bán rồi, không ai vô đâu. Xong rồi. Có gì bí mật? Bí mật. Lần trước. Dạ. Tôi có cái mâm vàng. Mâm vàng một cái. Dạ. Dê vàng. Một con dê vàng. Con dê vàng ị ra vàng. Sao bà biết? Không có. Ê, lúc nào bà tưởng tượng có vàng, bà tưởng tượng ị ra vàng. Nếu một con dê thì ị ra cứt dê. Nghĩa là không, một con dê nó ị ra một cục ấy dê. Đúng rồi. Bây giờ tráng sĩ có mâm vàng, trâu bò hay là bát vàng gì đó. Nói chung là bây giờ có thao nhôm, mũ bể cần bán không? Có gì vậy? Thao nhôm, mũ bể cần giữ không? Tôi giữ cho. Có gì? Có gì cô ba? Ta có cái này còn quý báu hơn rất là nhiều. Cái gì vậy? Đó là ống tre vàng. Ống tre vàng. Ống tre vàng là mình chút nó ra vàng. Có vàng không? Thấy gì không? Thấy. Đâu thấy gì đâu? Đen thui thù lùi. Không đen thấy lắm. Đúng không? Đâu có vàng đâu. Đen, màu đen. Chỉ một mình ta thấy thôi. Thấy cái gì? Ống này, ta chỉ cần thổ, suy nghĩ ước muốn điều gì, điều kỳ diệu đó sẽ xuất hiện ngay. Trời ơi, hay quá. Dạ thích, làm đi, thổ đi, ước muốn cái gì, nó sẽ xuất hiện ngay, ước muốn đi. Ông bà chủ muốn thử không? Dạ muốn. Thử thì ra sân đi cho nó thoải mái, thử nó vui hơn. Thôi, ở trong đây kín đáo hơn. Ở ngoài sân, lỡ người ta thấy vàng, người ta bu lại đông lắm. Người ta giật không lại, giống cũng hồn. Ở đây đi, làm đi. Trong đầu có suy nghĩ gì chứ? Có. Dạ có gì. Thổ nha. Dạ. Tập trung. Thổ. Cười thật to. Nhảy thật mạnh. Hãy thành thật đem mâm vàng và dây quý trả lại cho tôi. Ôi trời ơi, muốn trả thì phải cho đứng lại, cho đi lấy trả được, cho nhảy từng từng nè, cho đi lấy trả được trời. Nhưng ông bà chủ có hứa thật lòng không hay là gian dối? Không gian dối. Thổ, dừng lại. Ông sao vậy? Ông ơi, dừng lại rồi mà sao ông còn nhảy hoài vậy? Dừng rồi hả? Tại cái xương có đàn hồi, dừng nó mới dừng.
Dừng. Rồi sao? Bây giờ ông bà chủ tính sao? Dạ. Tính sao là tính sao? Dạ. Đem tính sao là tính sao? À, dạ hiểu. Đem mâm vàng với quý ra trả. Nhanh lên. Mâm vàng. Tiếp. Ông ơi bây giờ phải trả tiền hả? Dạ. Chủ là con. Ôi trời ơi, cái mâm đây nè. Cái mâm đây nè, con dê trả lại rồi. Ông tha mẹ vậy. Đâu, ông bà chủ biết hối lỗi chưa? Dạ biết. Được, tha đó. Ta đi đây. Thổ. Giả bộ thôi, làm quá. Dạ bộ hả? Vàng. Hô Minh. Ai cũng có phần. Chen lắm. Đừng tránh giành. Hô Minh. Đồng chương thập nhị niên, thử thân nhật vọng thánh triều liên, bệnh nhân đa sự thả hưu hỷ, phúc hữu nhất sang do quả nhiên, khứ quốc khởi vô bằng bối tại, vi gia tử tất tử tôn hiền, mông lung bả trảng tòng kim sự, chỉ khủng di ô đảo giảng biên, anh đào. Băng cơ trúc cốt ánh vô trần, đắc lực phiêu nhiên quýnh bất quần, phản phất đại bằng xu bích hán, y hi quảng nhạc hưởng dân hoàng, thanh khinh hữu lộ thiên vô ngại, thập dốc đa tình khúc dị phân, xí hữu hương ngôn tha trí xảo, hồng phong thủ hội lạc phương ân. Coi ra đã đến giờ hẹn rồi phải không? Dạ thưa thầy con. Được lắm. Chữ nghĩa mạnh mẽ và quyến chuyển, ý tứ sáng rõ mới lạ. Nếu cứ cái đà này, chỉ thêm vài năm nữa thôi, con chắc chắn bán vàng đề tên. Dạ, cũng nhờ ơn thầy chỉ dạy. Thật con có thể ôm mộng bán vàng hả thầy? Nếu muốn như vậy thì con phải lên kinh tìm thầy thỉnh giáo. Bao nhiêu chữ nghĩa trong bộ chữ của ta, trong 5 năm qua ta đã truyền hết cho con rồi. Dạ, nhất định con phải lên kinh sao? Con hỏi như vậy có phải vì con lo xa chuyện Liễu thị con nhà Phú Hộ? Con tự nghĩ coi, nếu không quyết chí một phen giành lấy danh phận, chẳng lẽ con cam chịu làm anh học trò mặt trắng ở trong xó làng? Liệu hôn sự con có thành và con có thể đem đến cho thê tử của con một cuộc sống đầy đủ, sung túc? Liệu chàng có biết thiếp đợi bao lâu rồi không? Tại ta bàn chuyện quan trọng với thầy, chắc có lẽ ta phải xa nàng ít lâu.
Chàng nói gì? Chàng xa thiếp hả? Ta phải lại kinh ứng thiếp, danh đề bản hộ, để sau này đặng được nở mặt nở mày. Phụ thân cũng không chê ta mồ côi nghèo khó mà từ chối hôn sự của tụi mình. Vậy thì chắc cũng vài tháng phải không? Chuyện học tài thi phần chưa nói trước được, nhưng ta hứa với nàng, khi ta trở về ta đã bản vàng lưu danh. Nhưng mà bao lâu? Nếu nhanh thì 1-2 năm, cũng có thể là 3-4 hoặc 5 năm. Hứa với ta, hãy chờ ta nha. Ta phải làm vậy là vì nàng. Không có nàng, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng mà chàng cũng biết, cha thiếp có bao giờ để thiếp chờ đợi lâu như vậy đâu. Chỉ bằng trước khi đi, chàng nhờ bà mối tới nói với cha thiếp một tiếng đi. Nhưng mà cha nàng, đời nào chấp nhận kẻ nghèo hèn với ta? Hay là chàng cứ nói với cha là nhất định chàng sẽ thay đổi trạng nguyên, quy bái về làng, để con gái của cha được làm bà tri huyện. Ngày dinh quy bái tổ, ta sẽ không phô trương thanh thế rầm rộ về làng, nhưng sẽ có kiệu qua đám rước linh đình. Và nàng, nàng sẽ là cô dâu đẹp nhất, danh giá nhất vùng này từ trước tới nay. Một mình cậu là đã bữa đói bữa no rồi, cưới thêm một người chi nữa cho thêm khó vậy hả? Dạ, dù sao thì đôi trẻ cũng đã thuận lòng cảm mến bấy lâu nay. Ừ. Khó thì cũng có khó, nhưng chắc ông cũng nghe nói cậu Đào đây là người rất có chí. Suốt mấy năm nay cậu theo ông giáo lễ, vùi mài kinh sử. Dạ, chắc chắn sẽ có ngày áo gấm về làng. Lúc đó em Liễu nhà mình á sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nếu vậy á thì để chờ cậu Đào đến ngày mà khoác được chiếc áo gấm đó đó, rồi được ngồi trên cái võng á, rồi được che cái lọng á, lúc đó đem kiệu hoa đến rước con gái tôi về làm vợ cũng đâu có muộn. Có phải vậy không nè? Dạ, con xin bá phụ cho con thêm vài năm, con sẽ vinh quy bái tổ về làng. Lúc đó con sẽ đem kiệu hoa để bà rước liễu, cho rỡ ràng họ tộc. Ừ, quyết định như vậy đi. Dạ, tôi xin phép về. Thưa bá phụ, con về. Không tiện. Ở Khiêm. Dạ. Dạ ông kêu con. Mày qua nhà ông Chánh Vàng, nói ông đem lễ vật qua đây, tao gả con gái cho. Dạ, không con đi vậy. Chờ cho thằng Đào này nó lên kinh ứng thi, lúc đó mình gả con gái mình cho con ông Chánh Vàng, để sau này khỏi lằng nhằng lộn xộn. Ê, nó quên đem lễ vật về rồi. Cái này là nó ép mình lấy đó nha. Dù đậu hay rước, chàng cũng phải về ngay, đừng để thiếp chờ đợi. Mất 10 năm ta cũng chỉ có mình nàng. Không lẽ nàng sợ ta xa mặt cách lòng sao? Thiếp không sợ chàng thay đổi, thiếp sợ tự nhiên thiếp có linh cảm xấu quá. Tại mình phải chia tay nhau thôi, nàng đừng có nghĩ quẩn. Thôi, nàng về đi, để cha trông. Mà chàng phải nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì thiếp chỉ có mình chàng thôi đó. Ta biết, ta tin anh nàng. Nàng về đi. Nè, đây là nghiên, bút, lương khô, chàng cầm đi. Ta biết rồi, nàng về đi. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Nàng về đi. Thank you.
Trời ơi, sao nó lóa mắt cha vợ quá con rể ơi. Tất cả bây giờ là của cha. Con rể ráng chờ chút nha, vợ tương lai của con rể sắp về rồi đó. Dạ. Vợ tương lai của con về kìa, con nhỏ này mai mốt chết linh lắm nè. Đi đâu mà cha kêu gia đình đi tìm con khắp nơi mà không gặp vậy hả? Dạ, hôm nay đào lên kinh ứng thí, cho nên con ra đầu làng để tiễn chàng đi. À, con đi tiễn cái thằng khố rách áo ôm đi thi đó hả? Thôi, vô gặp phu quân của con đi, rồi nhận lễ vật. Cha, cha đã hứa với anh Đào là cha gả con cho anh Đào. Vậy mà sao anh Đào vừa đi, cha lại gả con cho người khác? Ai đem lễ vật nhiều hơn thì người đó có quyền chứ. Đúng rồi. Sao? Đó con. Đúng không nhạc phụ? Đúng đó con rể. Theo như ta biết á, thì cha nàng đâu có đồng ý với tên nghèo kiết xác đó. Nàng ngoan đi, nghe lời ta, ta có quà cho nàng nè. Nàng có thích chiếc vòng này không? Nhận đi con. Tôi không có thích gì hết. Người về cho. Cái con này hổn. Gã chỗ đàng hoàng tử tế không chịu, tự nhiên đi ưng cái thằng khu ra to hồn đó, mai mốt khổ cả đời nghe con. Cha, vậy sao cha không nghĩ cho con? Con lấy người không quen biết thì con khổ cả đời. Nàng cũng cứng đầu quá ha. Nhưng mà ta thích. Từ từ rồi nàng cũng sẽ hiểu ta thôi. Sướng mà không biết hưởng. Cha. Cái gì? Không có cha con gì hết. Lo chuẩn bị đi. Rằm tháng sau á là kiệu qua tới rước đó. Cha, con chết cho cha vừa lòng. Ê, tự nhiên cái chết gì uổng vậy? Vậy làm vợ ta đi, ta sẽ cho nàng tất cả. Ê, đúng một nhạc phụ. Con rể à, đừng có giận nha. Con gái nó thường nhõng nhẽo vậy đó mà. Cái nhạc phụ yên tâm đi, con sao giận được. Con rể, cái gì vậy con? Trà gì đáng khít mẹ hả? Cha. Đây ta làm sao vậy? Có một bài văn mà viết hoài cũng không xong nữa. Tại sao ta cứ như người mất hồn, làm chuyện gì cũng hỏng? Không lẽ liệu có nhà gặp chuyện chẳng lành? Mày đâu? Xong chưa? Dẫn cô dâu ra chào họ. Trời ơi, Liễu ơi, làm cái gì ở trong phòng lâu lắc vậy con? Đi ra chào họ hàng bên nhà chồng kìa. Con làm cái gì mà? Ê! Con làm cái gì vậy? Định tự tử hả? Cha, con mà không lấy được anh Đào, con chết cho cha coi. Trời ơi, đồ bất hiếu. Mày muốn cha mày muối mặt với cái làng này suốt đời hay sao? Sung sướng không muốn. Nhưng mà làm sao con sung sướng với gã phàm phu tục tử đó? Mày nhỏ nhỏ cái miệng mày cái coi. Biết nó phàm phu tục tử nữa, còn lớn tiếng nữa. Mai mốt mày về, nó đập tan xác mày á. Phàm phu với nó, nhưng mà nó có tiền chứ, chủ nghĩa cho nhiều vô. Rồi, ở đó, chết đói. Miễn sao nó ưng mày là được rồi. Dạ. Con không lấy chồng không được sao hả cha? Sao được?
Trai lớn lên á là phải lấy vợ, gái lớn lên á là phải lấy chồng. Mày không lấy chồng, mai mốt mày mang tiếng gái vàng sao? Bộ mày nghĩ ai lấy vợ lấy chồng cũng sung sướng hết hả? Thôi, đi ra chào họ hàng bên chồng đi con. Mày có muốn chết á thì mày về nhà chồng mày mày chết. Mày đừng có để cha mày mang tiếng với cái làng cái xã này. Đi, cha năn nỉ mày luôn á. Không lẽ giờ cha lại mày? Ủa, ai giống như anh Đào kìa? Ừ. Anh Đào, nghe nói anh thi đỗ Trạng Nguyên rồi mà. Mà hai em là... Dạ, hai đứa em là con chú Sáu trong làng đó anh. À, lâu quá, hai đứa lớn quá anh nhìn không ra. Ủa, mà sao anh đi có một mình vậy? Không có kiệu gì hết trơn à? Kiệu là dành cho quý nhân. Ờ, hai em cho anh hỏi, cô Liễu có khỏe không? Bộ, cô Liễu có chuyện gì sao? Anh không biết chuyện gì hết hả? Dạ, chị Liễu lấy chồng rồi. Đám rượu bên kia là của chồng chị đó. Ai biểu anh đi lâu quá, làm sao mà người ta đợi anh được. Dạ thôi, tụi em xin phép ra đồng làm việc ạ. Dạ thôi, tụi em đi nha. Dạ, em xin phép đi ạ. Cô Liễu, cô Liễu ơi, cô Liễu. Cô Liễu ơi. Ờ. Cô Liễu ơi, chú Đào về rồi. Cái gì? Con nói hay gì? Chú Đào á, chú Đào thi đỗ rồi. Giờ chú Đào về làm tri huyện lận đó. Nè, nghe cô dặn. Dạ. Nè, nếu mà chú có hỏi gì cô, đừng có nói gì hết nha. Nếu chú có hỏi cô thì nói cô chết rồi nha. Giờ sao ta? Thì con có việc, nghe theo lời cô dặn đi. Dạ. Chàng nghe chuyện chắc đau lòng lắm. Sao mình không chết luôn cho rảnh? Giờ còn mặt mũi nào nhìn chàng nữa? Không, không được để giáp mặt chàng. Mẹ cha nó có lũ lực điền này, trả tiền cho tụi nó. Bây giờ tụi nó để cỏ mọc sâm như vậy nè, mà vợ này chưa thấy thằng nào hết là sao? Lần này về tụi bay đừng hòng đòi tao trả công. Chàng ơi, thiếp làm cơm nước xong rồi, mời chàng về ăn. Cơm cái gì mà cơm? Cô đó suốt ngày chỉ biết ru rú ở trong bếp thôi. Nói với cô bao nhiêu lần rồi, ra đây trông coi tụi nó làm việc. Cô coi, để cỏ mọc sâm như vậy đó. Dạ. Đi về đi. Dạ. Nè. Dạ. Cô về chuẩn bị cho tôi một mâm cỗ. Chiều nay là tôi có bạn ở trên huyện xuống. Dạ, thiếp biết rồi. Biết thì tốt, đi về đi. Vợ với con toàn là lũ ăn hại không à. Vậy là mình chậm quá rồi, Liễu ơi. Liễu. Liễu, 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 đang đừng đi. Trong đàn có vẻ tiều tụy quá, đàn có làm sao không? Cha thiếp đã nuốt lời, cứ nhất định ép gả thiếp. Cha dạ thương con, xin chàng đừng vỡ trách. Nếu chàng có trách thì cứ trách thiếp, thiếp không có gan kết liễu mạng này. Tại ta quá chậm để đàn phải đợi. Ta mới là người đáng trách. Thiếp con nghe nói chàng đã công thành danh toại, sao không dõng lòng áo gấm về làng để mọi người khỏi khinh khi chàng nữa? Nếu ta làm như vậy thì cũng để cho nàng hãnh diện.
Ta định làm rất nhiều để bù đắp cho nàng. Nhưng bây giờ mọi chuyện chẳng phải đều vô nghĩa hết rồi sao? Sự tình đã tới nước này thì nàng phải giữ sức khỏe, đừng vì đau buồn mà đổ bệnh thì ta thêm đau lòng. Thiếp mong chàng tha lỗi cho thiếp. Dù thiếp có chết, lòng dạ thiếp cũng chỉ thương nhớ mình chàng. Tôi dạng vu dâm phụ. Cô đi đâu về vậy? Dạ thím. Nói, đi đâu về? Thím. Nói đi đâu về? Cô đúng là to gan, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà dám hẹn hò với nó hả? Tôi còn sống sờ sờ ở đây, vậy mà cô dám làm như vậy? Huống hồ chi không có mặt tôi, cô còn dám làm gì nữa hả? Hả? Mình quá lời rồi. Chỉ là ngày trước thiếp với chàng có hẹn ước với nhau, bây giờ chàng mới đi học xa về nên thiếp chỉ ôm ấp khóc lóc sau lưng tôi thôi chứ gì. Thì ra đó là thằng học trò nghèo kiết xác bị cha cô đuổi cổ có đúng không? Em xin chàng cẩn trọng lời nói, dù sao bây giờ chàng cũng là tri huyện huyện bên rồi. Cho nên cô khinh tôi chỉ là thằng trọc phú thôi chứ gì? Được, có chết thì cô cũng chỉ có một mình nó. Vậy thì tôi sẽ cho nó chết để xem cô đau lòng ra sao. Chàng đừng. Chàng ơi, cô bỏ tay ra. Đừng. Chàng. Chàng ơi. Nè, cô sao vậy? Nè, cô sao vậy? Nè, tỉnh lại đi. Tỉnh dậy đi. Liễu. Liễu. Tưởng lần này về đây sum họp trăm năm, ai ngờ lại là lần cuối. Không có nàng, nhìn đâu cũng chỉ thấy đau lòng. Hình như chú Đào. Chú Đào ơi, chú Đào. Chú Đào ơi, con tìm chú á. Có chuyện gì vậy con? Có chuyện lớn rồi chú ơi. Chuyện lớn? Là chuyện gì con nói đi. Cô Liễu chết rồi. Sao? Nè, con không được giỡn như vậy kia chứ. Con không có giỡn, cô Liễu chết rồi. Chồng cổ mới vừa báo làng á. Không thể nào. Nguyên làng đang xôn xao nhốn nháo lên luôn. Ta mới gặp Đạt hồi trưa mà. Đúng là nhà có tang. Mà lạ lắm á, chồng cổ á không cho ai gặp mặt hết á. Không thể nào. Đạt còn khỏe mạnh bình thường, chắc chắn là có khuất tức gì đây. Hồi sáng con đi ngang nhà, con nghe chồng cổ với cổ to tiếng với nhau á. Vậy là đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Cậu Tàu, cậu. Sao rồi? Dạ. Mày đã quyết chưa? Dạ. Dạ xong rồi. Cái hòm đã về chưa? Dạ dạ, đang trên đường về. Dạ thưa cậu, theo lệ á, mình phải để 3 ngày, còn ít nhất á, cũng phải 1 ngày để làm ma chay phúng viếng nữa. Sao cậu chôn cô gấp quá vậy? Cái đó là chết bình thường, còn cái này là chết bất đắc kỳ tử. Không chôn lẹ là bị thúi sình lên, bệnh dịch lây tùm lum. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ mà hòm chưa về tới. Bây giờ mình cứ từ từ rồi hả Liệm? Chờ hòm về mình bỏ vô luôn, được không cậu? Mày nói nhiều quá. Đi ra ngoài canh chừng cho tao, cấm không cho ai vô đây. Cái hòm về vô báo tao liền nghe chưa? Dạ dạ dạ. Thank you.
Nè, làm sao mà chậm chạp quá vậy? Lẹ. Dạ. Lẹ lên. Dạ. Dạ. Xong chưa? Xong rồi cậu. Dạ xong rồi. Như vậy là cũng tạm ổn rồi. Bây giờ như vậy, ngày mai tao sẽ mua nhang đèn ra cúng cho vợ tao sao? Dạ. Thôi vậy đi, mệt quá. Dạ. 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 Tại ta, tại ta hết. Tại ta gặp nàng cho nên hắn mới ra tay giết nàng. Nếu không sao phải lén lút chôn nàng trong đêm không cho ai chứng kiến? Là tại ta. Nếu không thì nàng đâu phải chết. Không, không thể nào. Ta điên rồi. Sao ta nghe như gian dặn, như nàng ra hiệu tán đồng những lời nói của ta? Lẽ nào nàng không muốn ta trở về hay sao? Liễu ơi, ta còn chưa kịp kể nàng nghe bao năm miệt mài kinh sử nơi chốn kinh thành xa xôi. Ta thương nhớ nàng bao nhiêu, chưa kịp nói ta cũng như nàng. Dù nàng có thành gia thất hay dù nàng có chết đi thì lòng ta vẫn chỉ có một mình nàng. Liễu ơi, nàng có nghe ta nói không? Nàng có tin ta không? Nàng nghe ta nói sao? Không lẽ tấm chân tình của ta thấu tận tới cõi âm? Nàng nghe được cho nên nàng đã hiểu cho ta biết. Nhưng nếu nàng ra hiệu từ cõi âm, làm sao ta nghe được? Ta cũng muốn gặp nàng lần cuối. Cho dù nàng có là hồn ma, ta cũng không sợ. Ta muốn chết theo nàng. Nàng chờ ta. Liễu. Liễu. Nàng còn sống hả? Chiều nay trong lúc ghen tuông, hắn đánh thiết đến ngất xỉu. Tưởng thiếp chết rồi nên hắn đã chôn thiếp vội vàng.
tỉnh lại trong mỗi tối tăm. Tôi cứ tưởng mình chết ngạt rồi. Cũng may có chàng cứu. Ta mừng quá. Ta sẽ đưa nàng về. Quan, còn cây mộ. Còn cây mộ. Liễu. 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 Hôm nay ta thấy nàng có vẻ bình phục nhiều rồi, sắc diện hồng hào trở lại. Tạ ơn trời Phật đã cho nàng chết đi sống lại, còn khỏe mạnh như vậy. Nàng đáng ngồi dậy uống chén thuốc cho khỏe đi. Chàng thuốc men tận tình cho thiếp cũng là chàng, chứ trời Phật nào đâu. Nhưng vẫn phải tạ ơn trời Phật chứ, vì đã sắp đặt cho hai chúng ta đoạt tù. Đây đúng là duyên tiền định rồi. Giờ nàng định liệu ra sao? Mấy hôm nay chàng có nghe động tĩnh gì bên nhà đó không? Có ai nghi ngờ gì không? Sau mấy ngày tan ma, mở cửa mã xong thì không ai ra mộ nữa. Có vẻ như hắn không nghi ngờ gì hết. Thiếp ở với người chồng vũ phu, thiếp giờ là người đã chết. Ơn cứu mạng lẫn ân tình của chàng, thiếp không biết lấy gì đền đáp. Vậy thiếp xin theo chàng nâng khăn sửa túi, nguyện ở bên chàng suốt kiếp. Không trước nàng bằng kiệu qua linh đình như lời ta đã hứa, nhưng về quyền bên ta sẽ làm một lễ cưới thật lớn để nàng được nở mày nở mặt. Thiếp sống đến hôm nay đã trải qua bao nhiêu buồn tuổi, thiếp không dám nghĩ tới ngày được gặp lại chàng, huống chi còn được đoàn tụ với một mái nhà. Thiếp không mong muốn gì hơn. Bây giờ mà chàng làm đám rình trang, chỉ khiến thiên hạ dòm ngó và trách móc mình thôi. Vậy nàng còn sợ chuyện gì chứ? Thiếp sợ nếu lỡ ngày nào đó chồng thiếp hay là ai đó nghi ngờ rồi quật mộ thiếp lên, thì mọi chuyện sẽ lộ hết. Phải, phải làm cách nào đó để cho hắn sợ mà giữ rịch ngôi mộ đó, không cho ai đào lên. Vậy là chắc nhất. Nhưng ta nghĩ hắn sẽ không đào lên. Vậy bây giờ phải làm sao đi? Trong nhà của hắn có ai là gia nhân tin cậy của nàng không? Có một người. Để thiếp kêu. Ừ. Cứ làm theo lời ta dặn. Dạ. Ông làm sao tỉ tê vào lỗ tai của hắn càng nhiều càng tốt. Dạ dạ. Làm cho hắn càng sợ càng hay. Dạ. Cậu yên tâm, để tôi thử coi ha. Ừ. Công nhận cậu chủ thương cô thiệt á. Cô chủ mất cả tháng rồi mà ngày nào cậu cũng khóc. Bình thường á, có bao giờ thấy cậu chả giọt nước mắt nào đâu. Mày không hiểu cái gì đâu.
Thì đúng rồi, tôi làm sao hiểu được. Hồi lúc cô còn sống á, thấy cậu đâu có quan tâm ngọt ngào gì với cô đâu. Chắc giờ cậu hối hận rồi chứ gì. Tao hối hận thiệt. Phải chi lúc đó tao đừng có nóng tính, tao nhẹ tay một chút. Nhẹ tay? Không lẽ cậu đánh cô chủ? Không phải. Làm gì có. Mà mày đừng có hỏi nữa. Mày hỏi một hồi tao uống say vô, tao nói tầm bậy tầm bạ bây giờ. Có cái này lạ lắm cậu. Trong làng này ai cũng nói cô chết á, không có được bình thường. Ai nói? Ai cũng nói hết trơn á. Tôi còn nghe tin á, tới tai ông nhạc của cậu nữa, ba của Liễu đó, ổng còn đòi quật mồ lên coi đó. Quật mồ? Dạ. Tao sợ hả? Quật thì quật. Nè, mà ổng đòi quật mồ thiệt á? Tôi đâu có biết, tôi nghe đồn vậy đó. Cho nên á, nếu mà cậu muốn mộ của cô không bị quật mồ lên á, thì cậu phải tìm cách cản mọi người lại đi. Nói thì nói vậy thôi, mộ là mộ vợ của tao, thằng nào dám đụng vô thử coi, đụng vô cái mộ tao giết hết. Thôi uống đi mày. Dạ. Cạn. Ông đã làm theo lời ta dặn chưa? Dạ rồi, những lời cậu dạy con làm y chang luôn. Dạ, con còn nói thêm vô cho ông sợ, không phải nghĩ cách, không có cho ai quật mộ cô lên. Ông có chắc không? Dạ, bảo đảm với cậu luôn, dạ. Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều lắm. Dạ, đâu có gì đâu cô. Hỏi nhà, cô tốt với con, mà con đâu có làm gì giúp cho cô được đâu. Vậy được rồi, vợ chồng ta sắp đi khỏi đây, sẽ không ai biết chuyện này nữa đâu. Ngươi cứ yên tâm, có động tĩnh gì nhớ báo cho vợ chồng ta. Bọn ta sẽ nối lại duyên xưa. Như vậy xin chúc mừng tân tri huyện và phu nhân. 3 năm sau. Nàng có sống khôn thất thiên thì hãy thông cảm cho ta. Ta không cố ý giết nàng đâu, tại ta lỡ tay thôi. Tất cả cũng tại cái tên học trò họ Đào. Nó có gì hơn ta? Mà nàng thề nguyền chung thủy với nó, chẳng có ta ra gì hết. Bữa đó ta mà tấm được nó, cho dù có mang tội cố sát ta cũng cam lòng nữa. Phu nhân à, hãy tha tội cho ta. Rằm sắp tới ta nhất định sẽ mang lễ vật lên chùa để cúng dâng lên cho nàng thật lớn. Đừng có theo ám ta nữa, để ta làm ăn lụng bại hoài à. Ta năn nỉ nàng đó phu nhân nha. Phu nhân hãy thông cảm, tha lỗi cho ta. Mẹ Quan Âm à, không biết là có phải con phạm tội giết người mà không trình báo, cho nên con có khấn bao nhiêu đi nữa mà làm ăn vẫn lụng bại. Nhưng mẹ Quan Âm cứ nghĩ đi, con mình đi đầu thú với quan thì cuộc đời của con nó tàn mất. Cho nên Phật trời làm ơn thông cảm cho con, con xin tha thứ cho con. Đứng lại, anh đi đâu vô đây? Anh tìm ai vậy? Dạ, hai anh cho em hỏi. Người phụ nữ vừa mới vào đó là ai vậy? Ở đây ai mà không biết phu nhân quan tri huyện này.
Mà ông ở đâu tới vậy? Hàn cho em hỏi, Hàn có biết là quầy quán của phu nhân đó ở đâu không? Nghe nói là huyện bên. Đúng rồi, nhưng không rõ là ở làng nào. Huyện bên. Vậy Hàn có biết tên tuổi của phu nhân là gì không? Nè, không quen không biết, hỏi tên tuổi người ta làm gì? Dạ, chẳng qua là tôi thấy người phu nhân đó hao hao giống người trong thân tộc của tôi bị thất lạc, cho nên tôi mới hỏi thử, biết đâu tìm được thì sao. Có bao giờ tôi nghe phu nhân nói về cái chuyện thất lạc gì đâu. Còn tục danh của phu nhân á, nghe nói là Liễu Thị gì đó. Liễu Thị. Ông sao vậy? Sao tự nhiên xanh lè vậy? Dạ, chẳng hay quan tri huyện có phải là người họ quan huyện họ Đào, gốc ở huyện bên. Mà sao ông hỏi nhiều vậy? Đi đi. Nhà theo trai sao? Nhưng rõ ràng ta đã chôn nó rồi mà. Không lẽ có chuyện người giống người dữ vậy? Mà khoan, ta không nên dội. Nếu đúng lã thì bây giờ chồng mã đã là tri quyền, chưa chắc mà đụng vô lỡ nó đánh lại mất công. Đằng nào ta cũng yếu thế hơn, phải chắc chắn mới được. Phu nhân, phu nhân đi đâu vậy? Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Người có thấy người đàn ông vừa đi ngang qua đây không? Dạ. Đó, người đàn ông đi vội vã đó. Dạ, dạ có. Mà có chuyện gì không phu nhân? Người dò hỏi giùm ta, người đó tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ, ta dặn thì cứ làm đi. Dạ. Em hỏi rồi, người ta nói á là không biết ông đó là ai nữa. Họ nói hình như là không phải là người ở huyện mình. Nhìn lạ lắm phu nhân. Không phải huyện mình? Dạ. Vậy em có biết ông ấy từ đâu tới không? Dạ không, nhưng mà có một chuyện lạ lắm phu nhân. Lạ hả? Là chuyện gì vậy em? Dạ, ông đó hỏi về phu nhân, mà ông hỏi kỹ lắm. Phu nhân, phu nhân sao vậy? Ta không sao hết. Người đó hỏi về ta hả? Mà hỏi những gì? Dạ, ông hỏi phu nhân á có phải là người ở vùng này không, mà ông còn hỏi về phu quân của phu nhân nữa. Phu nhân, phu nhân bị trúng gió hả? Chắc hồi nãy ta ra ngoài nên bị nhiễm gió cảm mạo thôi. Bây giờ em hãy đi tìm hiểu một lần nữa con người đó là ai nha. Dạ, phu nhân có cần em sắc thuốc cho phu nhân uống không? Thôi, không cần đâu, em đi đi. Dạ. À khoan đã. Dạ. Em đừng có cho người đó biết là em đang dò hỏi. Vậy nha. Ừ, dạ. Nếu đó là người đó, nếu như hắn tìm ra mình, tai họa sắp tới rồi. Liễu. Ủa, chàng về rồi đó hả? Ta nghe nói chiều nay nàng mới đi chùa lễ Phật. Nàng còn nguyện ước điều gì, nói cho ta nghe.
Thiếp bây giờ đâu còn ước điều chi nữa, bởi vì thiếp đã có hạnh phúc viên mãn rồi. Chỉ cầu cho chàng công danh suôn sẻ và con của chúng ta sẽ khôn lớn khỏe mạnh là thiếp mừng lắm rồi. Ta vẫn thấy nàng có điều gì đó rất lạ. Thực ra thiếp còn cầu một điều nữa. Điều gì? Là mọi người không ai biết tới chuyện của chúng ta. Bây giờ thiếp cảm thấy lo sợ quá. Sợ chuyện gì? Thiếp sợ chồng cũ của thiếp sẽ tìm ra được chúng ta. Vì hình như thiếp thấy... thiếp sợ quá. Tưởng gì? Nàng sợ thiên hạ chú ý, nàng đã cẩn thận tới mức không cho cử hành hôn sự. Vợ chồng chung sống đã 3 năm qua rồi, có ai thắc mắc điều gì đâu. Nàng đừng quá lo lắng. Thiếp biết vậy rồi. Bây giờ thiếp chỉ ước là mình cùng sống tới cuối đời, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Nàng đừng lo lắng quá. Mày đào lên. Dạ. Sao đang yên đang lành ông lại cho đào mộ bà nhà lên? Động mồ động mã không có tốt đâu à nha. Không động mồ động mã làm sao mà hốt cốt? Cái này á, người ta kêu là cải táng, bốc mộ hốt cốt biết chưa? Ủa, hốt cốt xong mình chôn ở đâu ông? Thì cứ đào lên đi rồi tính. Trời ơi, chưa biết chừng chẳng có gì để mà chôn nữa. Đào thiệt hả? Còn đứng đó nữa, đào đi. Dạ. Mày đào lẹ lên coi. Xong việc chàng nhớ về sớm. Có món cua đồng với lại cà muối đang đợi chàng đó. Ta biết rồi, ta sẽ tranh thủ về sớm mà. Dạ bẩm quan, có chuyện rồi. Chuyện gì? Có quan trên cho đòi quan và phu nhân lên công đường. Cho đòi các phu nhân của ta? Dạ, con cũng không biết. Nghe đâu có người kiện phu nhân về tội mạo danh. Về tội mạo danh hả? Người biết người đó là ai không? Dạ, là một người ở huyện bên. Phu nhân. Ti chức xin bái kiến đại nhân. Bẩm quan, quan thấy chưa, đích thị là nó. Vừa nhìn thấy con thôi là mặt mày nó đã say sẩm rồi. Chính là thị, cô ta là vợ của con đó quan ạ. Lộn ngôn. Ở đây khi nào ta cho phép nói mới được nói. Dạ, tại vì con giận quá đó quan ạ. Liễu thị, tên này nói thị là vợ của hắn, đã bỏ chồng và âm thầm lén lút theo trai, tự ý ôm cầm thuyền khác. Hãy nói cho rõ thật hư thế nào. Dạ, tiện nữ. Bẩm đại nhân, mỹ chức xin phép được nói. Ở đây khi nào ta cho phép nói mới được nói, nghe chưa Liễu thị? Dạ. Có thật sự là ngươi bỏ chồng theo trai hay không? Dạ bẩm, người này đích thực không phải là Liễu thị. Nổi láo, nó bao che đó quan à. Đúng là con đàn bà hư hỏng. Mày bỏ chồng theo trai, rồi bây giờ còn mày đặt đóng giả mệnh phụ phu nhân nữa hả? Dạ thưa quan, quan phải bắt nó bồi thường tổn thất tinh thần cho con đi. Bắt nó về, phải hầu hạ phục dịch cho con, vì mấy năm qua đã bỏ con đi đó quan à. Nhiều lời. Ngươi nói vợ ngươi không phải là Liễu thị, vậy ngươi có gì để chứng minh hay không hả? Bẩm không à. Không à? Dạ, con nói đâu có sai đâu quan. Khoan đã, bị chức tuy không có gì để chứng minh vợ của bị chức không phải là Liễu thị, nhưng người này lại nói vợ của bị chức chính là Liễu thị. Vậy quan cứ hỏi anh ta, dựa vào cái gì để mà khẳng định điều đó? Tưởng gì, ngươi đó sợ quá rồi bây giờ còn mày đặt kéo dài thời gian nữa.
bằng cớ gì nữa. Và bẩm quan, cái vết bớt ở trên cổ cô ta chứng minh đó chính là vợ của con. Xin mời quan xem xét ạ. Bẩm quan, vết bớt thì người cũng có thể giống người. Nếu tôi nói vợ của tôi là người tái sinh, lại mang trên mình vết tích của kiếp trước, vậy anh nói sao? Tái sinh? Hoang đường, đúng là một chuyện hoang đường. Vậy chứ không phải vợ của anh đã chết cách đây 3 năm hay sao? Mộ mã vẫn còn đó. Vậy lấy nguyên cớ gì mà anh lại hoàng vợ người khác là vợ của mình? Dạ bẩm quan, mọi chuyện cũng là tại hắn ta. Giống trước khi lấy tiện nhân thì hai đứa này đã từng thề non hẹn biển với nhau. Nhưng mà tại vì cha của cô ta chê hắn ta là một tên nghèo kiết xác, rồi sau đó hắn ta lên kinh ứng thí. Ở nhà cha của cô ta mới gả cổ cho tiện nhân. Dạ thưa, vợ chồng tiện nhân đang hạnh phúc, rồi hắn lên kinh thi đỗ quan trở về, rồi quên vợ con đó quan à. Dạ bẩm quan, cha không hề rủ quên tiện nữ. Chẳng qua là hôm bữa trên đường về làng thì tiện nữ vô tình gặp chàng. Chàng có hỏi vài câu, tiện nữ vì quá đau lòng có rơi nước mắt. Chàng thấy thương cảm nên lau nước mắt, chỉ có vậy thôi. Nhưng hắn đã không hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện mà liền quát mắng xô đẩy tiện nữ. Rồi vô tình đầu tiện nữ trúng vào cột nhà làm tiện nữ bất tỉnh. Sợ mang tội giết người nên đêm hôm đó hắn đã dụ làm ma chay rồi chôn tiện nữ. Cũng may nhờ có phu quân đây kịp đến mộ và cứu tiện nữ. Đó, thấy chưa, ta biết ngay mà. Hèn chi ta bóc mộ lên thấy trống trơn, không có một khúc xương nào hết. Ta biết ngay bọn nhà ngươi bày mưu tính kế để hại ta. Ta biết là nàng giả bộ chết để mai danh ẩn tích. Định che mắt được ta sao? Lưới trời lồng lộng. Dạ bẩm quan, quan cũng thấy rồi đó, bọn này nó gian xảo lắm quan à. Vậy ra ngươi đã làm người ta bất tỉnh rồi không thèm chữa chạy, đã vội đem chôn sống người ta. Dạ cái chuyện đó cũng bất đắc dĩ thôi quan à. Nhưng mà thưa quan, nhưng mà rốt cuộc á, con chôn nó rồi mà nó có chết đâu quan. Dạ xin quan, quan hãy xử đôi gian phu dâm phụ đi giùm con. Bọn họ nhiều tội lắm quan à, tội giả danh nè, tội lừa đảo nè, rồi tội cướp vợ của con nữa quan. Xin quan minh xét. Còn ngươi, dạ ta sẽ xử ngươi tội giết người. Lính đâu? Dạ, giam hắn quan, lại chờ ngày xét xử. Tuân lệnh. Dạ quan ơi, con là người vô tội, bọn họ mới là người có tội mà quan. Xin quan minh xét. Quan ơi, Linh. Quan ơi, quan tha cho con đi quan. Quan ơi, quan ơi, quan cho con với quan à. Lên. Quan, quan ơi, quan ơi, quan minh xét đi quan. Còn Tri Huyện họ Đào và vợ là Liễu Thị đã trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn một lòng một dạ sắt son, là tấm gương cho người đời, ta tuyên tha bổng. Dạ đa tạ đại nhân. Bị chức xin đa tạ đại nhân. Ha ha.